genom skogen eller stannat här i bön, är det viktigt att vi tänker efter. Vad kan jag bidra med för att vi som kristna i Sverige ska bli mer trogna, mer hoppfulla och mer kristna tro vidare i detta land? De flesta av oss har kommit hit från andra länder med sina rika traditioner. Och det ska bli dem till hjälp för att försöka bygga upp den katolska kyrkan i Sverige, så att människor som inte känner Jesus kan hitta vägen till honom. Och därför tror jag att vi alla behöver Jungfru Maria som påminner oss om och kallas det att bli mer aktiva, engagerade i kyrkan och i det kristna livet. Annars är det risk att vi glider bort från kyrkan. Hôm nay là ngày hành hương kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra cứu nhân loại khỏi cái gì nạn đói hay nạn về chết chóc mùa màng nữa. Hôm nay là người Công giáo chúng tôi tập trung từ khắp nơi trên các vùng miền của Thụy Điển về đây để hành hương để tưởng nhớ ngày Đức Mẹ hiện ra để cứu nhân loại. Stockholm, Oskarshamn, Gislaved, Värnamo, Gnosjö, Karlma, Halmstad, Malmö. Coi như tất cả những người Công giáo tập trung ở đây, lát mình đủ các sắc dân người Việt Nam, Ba Lan, Philippines, Croatia, Thụy Điển. Ai là người Công giáo đều tập trung ở đây, là cái kiểu Đức Mẹ giống ở bên Phật giáo là có cái hình mà Đức Bà Văn Âm vậy đó. Công giáo có Đức Mẹ. Và một phái đoàn nước Việt Nam thì họ sẽ cắm một cái cờ, một cái bảng Việt Nam, rồi Philippines, Ba Lan, một cái nước đó thì sẽ cắm một cái đoàn. Chúng ta thấy xa đằng kia cái xe buýt nha, xe buýt thở đổ xuống, đổ giao dân xuống, xong xe buýt chạy ra ngoài rồi mình đi bộ. Đây là cái ngày tưởng nhớ và Đức Mẹ hiện ra cứu nhân loại. Đây là giáo đoàn của dân tộc Ba Lan nha các bạn. Đó, mỗi nước có một cái cờ và một cái bảng để người dân tập trung ở đây cũng đều Công giáo. Những sắc tộc sống trên nước Thụy Điển. Đây là không có nước, đây là Thụy Điển. Hay ấy. Để cho những thanh thiếu niên, mình thấy ở đây chữ ung đùm không? Thanh thiếu niên Thụy Điển. Lấy cái bảng hiệu rồi để cho người ta tập trung lại. Bây giờ càng ngày càng đông, bây giờ giáo dân đang tập trung đông tới giờ khoảng là 10, nói 10 giờ chứ thực chất là 11 giờ mới khởi hành. Mình vừa không hàng. Không tập trung lên ông cha nói gì đó.
Wow, hôm nay Việt Nam mình đông quá hả? Hôm nay Việt Nam đông. Dạ. Đoàn chúng ta đã bắt đầu hành hương rồi đó các bạn. Đây là Đức Hồng Y, Đức Cha. Đây là phái đoàn Ukraine. Nhưng mà tên này của mấy người hang spoil hả?
Thưa các bạn, này là ấy nha, hai chị Lan. Chị đưa ngón tay lên sao chị Lan, đưa lại coi. Hôm nay là lễ xong rồi, khoái đoàn Việt Nam của mình tập trung phần ẩm thực. Bắt đầu. Đó, đây là nguyên cái dãy này mình đi hành hương ngày hôm nay là người Việt mình hết nha bà con. Anh Tuấn hôm nay bán đắt quá ha. Bán bánh gì đây anh Tuấn ơi? Bánh nước chả lụa anh Tuấn. Về đồ ngọt có trái cây, chè nữa, nhãn, thơm, rồi nho. Chị Phượng làm gì đây? Bánh cuốn hả chị Phượng? Có gì đó? Mỡ hành tôm vậy? Mỡ hành. Tôm đắt quá. Đó là Jetta Boy, Isla Vet, đây là Linh Shopping. Xa xa đằng kia là Katrina Home, Karlskrona, Örebro, Stockholm. Đi hành hương ở Oscarstrom chụp hình lưu niệm với cha. Năm nay người Việt Nam đi hành hương quá đông. Chưa.